Sau video hướng dẫn các bạn cập nhật iOS 13 trên máy tính Windows và cái phương pháp đó thì nhiều bạn phản hồi là nó thực hiện hơi hên xui. Mình cũng nói thẳng rồi là nó không phải là máy nào cũng thực hiện được. Hôm nay BIO Tool đã chính thức update một bản cập nhật giúp cho cái tool này có thể hỗ trợ người dùng cập nhật iOS 13 cho những thiết bị mà Apple hỗ trợ. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách để mà cập nhật iOS 13 bằng máy tính Windows thông qua công cụ BIO Tool. Công cụ này thì chắc là an toàn và sẽ hỗ trợ các bạn được nhiều hơn. Các bước để nâng cấp thì các bạn sẽ tải những file mình yêu cầu ở đây, bao gồm BIO Tool phiên bản mới nhất. Các bạn bấm vào đường link mình để ở phần mô tả, các bạn bấm tải về. Và nếu mà yêu cầu cập nhật driver thì các bạn cứ cập nhật driver cho cái tool này. File thứ hai các bạn cần tải về là file firmware IPSW. File này thì trong bài hướng dẫn trước mình đã hướng dẫn các bạn tải rồi, đường link mình để bên dưới luôn. Sau khi tải đủ hai phần này thì các bạn ghim chiếc điện thoại iPhone của bạn hoặc iPad vào máy tính thông qua một sợi cáp. Và mình khuyên các bạn thì nên chuẩn bị một sợi cáp tương đối xịn một chút để mà trong quá trình kết nối nó không có lỗi lầm gì xảy ra. Và sau khi ghim vào thì BIO Tool nó sẽ nhận thiết bị như thế này. Các bạn tiến hành sao lưu những dữ liệu quan trọng trên thiết bị và máy tính thông qua BIO Tool này để mà nhỡ có sai sót gì xảy ra thì các bạn sẽ không bị mất dữ liệu. Tại giao diện chính của BIO Tool, các bạn chọn vào mục Flash NJP, chọn đến Easy Flash rồi tích vào ô 13 beta. Trong phần firmware version, các bạn chưa có sẵn firmware thì có thể nhấn nút download trực tiếp. Nhưng mà cái download này thì tương đối chậm, tốc độ cực kỳ rùa bò luôn. Nên các bạn nhấn vào import firmware iOS 13 beta, cái mà lúc nãy mình vừa tải về, xong chọn cái file lúc nãy vừa tải trùng khớp với thiết bị của bạn. Và firmware đó nó sẽ import trực tiếp vào trong BIO Tool. Sau khi import thành công thì cái chữ flash hoặc nâng cấp nó sáng lên, nếu các bạn để tiếng Việt thì các bạn nhấn flash một lần nữa và ngồi chờ ăn miếng bánh, uống miếng trà. Và sau khoảng 10 đến 15 phút thì thiết bị của bạn sẽ được cập nhật lên iOS 13. Và theo phản hồi mình nhận được thì phần lớn máy tính và thiết bị iOS sử dụng cái cách này thì đều có thể thành công được. Và nếu có bất cứ lỗi lầm gì xảy ra trong quá trình update thì đừng ngại gì mà không comment bên dưới, mình sẽ cố gắng hỗ trợ các bạn tốt nhất có thể. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.